các khu nghỉ dưỡng từ biển Azov đến biển Đen luôn mang đến một kỳ nghỉ bãi biển trọn vẹn. Trong những năm gần đây, các khu nghỉ dưỡng ven biển phát triển rất nhanh theo xu hướng tất yếu của ngành du lịch. Trước hết, đây là khu nghỉ dưỡng mùa hè phù hợp cho những kỳ nghỉ bãi biển cùng nhiều môn thể thao dưới nước. Ở đây có tất cả các tiện nghi cần thiết cho du lịch gia đình nhờ khí hậu tốt cùng các khu phức hợp với khách sạn tiêu chuẩn và tiện nghi. Hoài Niệm Liên Xô trân trọng giới thiệu top 10 khu nghỉ dưỡng biển của Nga với hy vọng mang đến cho bạn một kỳ nghỉ thư giãn và bổ ích. Vị trí thứ 10, khu nghỉ dưỡng Pereship. Khu nghỉ dưỡng Pereship nằm trên bờ vịnh Temriuk trên bán đảo Taman, thích hợp cho việc giải trí hoang dã. Ngoài ra, còn có cơ hội thư giãn trong một môi trường thoải mái trên bãi biển xung quanh rất tiện nghi. Nó đặc biệt thích hợp cho những gia đình có trẻ em vì thiên nhiên đã tạo ra một bể bơi không có sóng lớn và nước ấm mang lại nhiệt độ rất dễ chịu. Pereship nằm kề với các bãi biển của vùng biển Azov, vì vậy sẽ không thiếu những hoạt động giải trí trong kỳ nghỉ của bạn. Đi bộ độ 10 phút và bạn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngọn núi lửa đang hoạt động, chích ra với đất sét xanh. Và sau khi đi bộ 2 km, bạn có cơ hội trải nghiệm tắm bùn ở hồ tự nhiên Banka. Núi lửa từ Simpala, Ngủ Yên cách Pereship khoảng 1,5 km, và khi bạn leo lên tới đỉnh phải đứng hình trong sự ngưỡng mộ trước sự rộng lớn của đảo Taman. Vị trí thứ 9, khu nghỉ dưỡng Zelenograd. Zelenograd nằm ở phía bắc vùng Kaliningrad và là một trong những khu nghỉ mát lớn nhất vùng biển Baltic. Bãi biển Zelenograd là một khu nghỉ mát sinh thái sạch sẽ, xung quanh có nhiều công viên tự nhiên và khu bảo tồn. Ngay từ những ngày đầu tồn tại, Zelenograd đã hình thành như một khu nghỉ mát tắm bùn và các quy trình trị liệu trong các viện điều dưỡng. Toàn bộ khu vực ven biển có nhiều khách sạn cung cấp các dịch vụ khác nhau cũng như các phân khúc giá khác nhau để giải trí. Du lịch sinh thái và giải trí đơn giản chủ yếu diễn ra vào mùa hè. Nhờ hệ sinh thái tốt nên du khách có trẻ em đi cùng thường đến đây, vì nơi đây có đầy đủ cơ sở hạ tầng vui chơi giải trí cần thiết dành cho trẻ em. Vị trí thứ 8, khu nghỉ dưỡng Feodosia. Bãi biển Feodosia nằm ở bán đảo Crimea, nằm hơi chách về phía tây của vịnh cùng tên, trên sườn núi Tabeoba. Hàng năm, nhiều người nghĩ đến việc dành kỳ nghỉ của mình trên bờ biển Đen khi du lịch đến tham quan Crimea. Kỳ nghỉ ở Feodosia sẽ để lại ấn tượng sống động nhất. Tốt nhất là bạn nên đến đây vào những tháng mùa hè khi nhiệt độ không khí trở nên tối ưu nhất. Ở đây có một bầu không khí rất đặc biệt, độc đáo, chứa đầy lịch sử cổ xưa và vẻ đẹp tự nhiên. Đây là một trong những thành phố giàu có nhất ở Crimea, có nhiều đài phun nước đẹp, pháo đài Genova, tượng đài về chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Những con người vĩ đại cũng đã đến nơi đây, trong đó đáng chú ý là nhà văn Chekhov. Vị trí thứ 7, khu nghỉ dưỡng Eupatoria. Khu nghỉ dưỡng Eupatoria nằm ở phía tây bán đảo Crimea, rất nổi tiếng với những người yêu thích du lịch sinh thái kết hợp với kỳ nghỉ ở bãi biển. Bãi biển Eupatoria có đầy cát và sỏi. Cách xa xa một chút, có những bãi biển hoang sơ chưa có tác động của con người, là một nơi lý tưởng dành cho các bạn trẻ. Ngoài khu sinh thái rộng lớn giúp bảo tồn các di tích thiên nhiên độc đáo, đồng thời có đầy đủ các điểm du lịch cần thiết để đến Eupatoria trở thành một kỳ nghỉ gia đình trọn vẹn. Kỳ nghỉ ở đây rất ngắn, cụ thể là tháng 6 đến nửa cuối tháng 9. Mặc dù thời tiết tháng 5 vẫn còn nóng nhưng biển vẫn khá lạnh. Sóng biển dịu êm và các đường phố lân cận thực sự là một cảnh quan minh họa cho những kỳ nghỉ truyền thống trên bờ biển. Trong thành phố thì cung cấp rất nhiều loại hình giải trí phong phú và ấn tượng. Vị trí thứ 6, khu nghỉ dưỡng Yalta. Yalta là khu nghỉ dưỡng nổi tiếng phía nam bán đảo Crimea, đã nổi tiếng từ vài trăm năm trước. Yalta được bao bọc bởi những ngọn núi và biển đen, những ngọn núi phía bắc bảo vệ Crimea khỏi những cơn gió lạnh. Đồng thời,
bịt lên phần nào xoa dịu cái nóng oi ả trong những ngày tháng 7 nóng nực. Thành phố Yalta là cửa biển Krum, nơi nhộn nhịp tàu chở khách hàng đường dài cũng như du thuyền du lịch ghé thăm thường xuyên. Ở nhiều quốc gia, thành phố Yalta được biết đến như một khu nghỉ mát uy tín và thời thượng với vị khí hậu đặc biệt, lý tưởng không chỉ để thư giãn mà còn là để chữa bệnh. Đó là lý do vì sao Yalta thường được gọi là hoàng ngọc của Krum. Vị trí thứ 5, khu nghỉ dưỡng Yeisk. Yeisk trên bờ biển Azov là khu nghỉ mát chính của thành phố Rostov, nơi cung cấp các hoạt động giải trí hỗn hợp dành cho gia đình với nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau. Các bãi biển rất đa dạng, cát, sỏi, hỗn hợp, đông đúc và gần như hoang dã. Các bãi tắm được chăm sóc chu đáo và sự tiện ích dành cho bạn để có một thời gian vui vẻ bên biển, bao gồm các điểm tham quan dưới nước. Giờ đây, Yeisk là khu nghỉ dưỡng yên tĩnh, không chỉ nằm trên bờ biển mà còn có thể mang đến cơ hội thư giãn trong một môi trường yên tĩnh. Hầu hết khách du lịch đến Yeisk có thể dành phần lớn thời gian để thư giãn. Nơi đây là hoàn hảo cho các cặp vợ chồng trẻ. Người lớn tuổi cũng sẽ tìm thấy nhiều thú vui, giải trí theo ý thích của mình. Vị trí thứ tư, khu nghỉ dưỡng Tuapse. Tuapse là một trong những khu nghỉ mát nổi tiếng trên bờ biển Đen. Hàng năm, khu nghỉ dưỡng ngày càng thu hút nhiều khách nhờ khí hậu và dịch vụ tốt từ các khách sạn và nhà hàng, cũng như sự sẵn có các điểm tham quan và giải trí. Bãi biển Tuapse là một trong những khu nghỉ dưỡng tuyệt vời, nơi bạn có thể cải thiện sức khỏe và nạp lại năng lượng cho cả năm. Khu nghỉ dưỡng có rất nhiều di tích kiến trúc lịch sử. Tuapse được cả những người yêu thích bãi biển và những người yêu thích lịch sử ghé thăm. Ngoài ra, rất nhiều sự kiện văn hóa đã diễn ra ở đây với sự tham dự của khách du lịch từ khắp nơi trong khu vực. Giá cả dịch vụ ở đây tương đối thấp, điều này cho phép những người có khả năng tài chính khác nhau có thể đến đây để nghỉ dưỡng. Vị trí thứ 3, khu nghỉ dưỡng Gelendzhik. Khu nghỉ dưỡng Gelendzhik nằm ở phía nam Novorossiysk, là một trong những trung tâm du lịch lớn nhất trên bờ biển Đen. Ngoài ra, Gelendzhik là một khu nghỉ dưỡng có ý nghĩa liên bang. Vùng ven biển này là một trong những điểm đến nghỉ mát bãi biển nổi tiếng nhất của Nga, với nhiều cơ sở hạ tầng giải trí. Mỗi người trong chúng ta đều mơ được thư giãn trên cát hoặc sỏi để quên đi mọi vấn đề và lo lắng của mình. Nhưng bên cạnh việc bơi lội và tắm nắng bất tận, còn có nhiều hoạt động thú vị hơn. Bờ biển rất gần thành phố nổi tiếng với các công viên xanh và nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp. Vì vậy, khi bạn đến Gelendzhik, đừng dành nhiều ngày chỉ ở một nơi. Chắc chắn bạn sẽ thích thú với các điểm tham quan của thành phố Novorossiysk và bạn có thể chọn các hoạt động giải trí phù hợp với sở thích của riêng mình. Vị trí thứ 2, khu nghỉ dưỡng Anapa. Khu nghỉ dưỡng Anapa thuộc thành phố Krasnodar, nằm ở phía bắc bờ biển Đen của Nga, có tất cả các dịch vụ tốt ở bất kỳ khu vực nào trong khu nghỉ dưỡng. Các điểm tham quan văn hóa và lịch sử hoạt động quanh năm. Khu nghỉ mát với các môn thể thao dưới nước là lựa chọn một kỳ nghỉ bãi biển tuyệt vời cho bạn và gia đình. Ngoài ra, tại đây bạn có thể ghé thăm một số khu bảo tồn thiên nhiên độc đáo. Các bãi biển ở Anapa, theo đánh giá của những người đi nghỉ mát, là tốt nhất không chỉ ở Nga mà còn trên khắp châu Âu. Đường bờ biển dài hơn 40 km, chiều rộng của bãi biển lên tới 400 m. Còn khí hậu ở Anapa tương tự như thời tiết của các thành phố địa trung hải với 280 ngày nắng trong năm. Vị trí số 1, khu nghỉ dưỡng Sochi. Sochi là một khu nghỉ mát trên biển Đen, phát triển như một trung tâm du lịch. Sochi chủ yếu là khu nghỉ mát mùa hè, được tạo ra cho các kỳ nghỉ ở bãi biển với các môn thể thao dưới nước. Du khách đã ví von Sochi biển Đen là một ly cốc tay mát lạnh của hàng ngàn thú vui. Loại cốc tay chứa đựng vị tươi sáng của nắng, gió biển mặn mà và những viên đá mát lạnh trên đỉnh núi phủ tuyết. Cho nên, Sochi là một trong những thành phố trong mơ, nơi mỗi ngày sẽ lưu lại trong kho tàng ký ức của bạn những kỷ niệm quý giá nhất trong đời.
Mùa đông và mùa hè của Sochi dường như không bao giờ tách biệt ở đây. Vào mùa đông, bạn có thể nghe thấy tiếng ván trượt xào xạc trên ngọn đồi Krasnaya Polana. Vào mùa hè, bạn có thể thấy tiếng gầm rú của động cơ nóng hổi trên đường đua công thức 1. Tại thành phố này, bạn có thể ngồi trên hiên xanh của câu lạc bộ Mandarin và chiêm ngưỡng những đỉnh núi tuyết trắng của những ngọn núi xung quanh. Bạn hãy theo dõi các video tiếp theo trên kênh Hoài Niệm Liên Xô để có thêm thông tin về đất nước và con người Xô Viết, đồng thời lưu lại những khoảnh khắc hoài niệm, những dấu ấn sâu lắng trong lòng của nhiều thế hệ người Việt đã từng gắn bó những năm tháng tuổi trẻ của mình tại Liên Xô. Chúc bạn luôn vui vẻ.